Tập 223, khi ra ra vườn tưới cây cho nguôi ngoai nỗi nhớ O Hung. Nhưng điều đó càng làm cô buồn và nhớ thêm. Nước mắt cứ tuôn rơi. Cô tâm sự với Milsa, em không thể nào chịu được, Milsa à, vắng anh ấy, em không còn sức lực, mong mọi thứ chỉ như một cơn ác mộng. Trong khi đó, O Hung đang lặng lẽ từ cổng bước vào, em trông đợi anh ấy trở về. Đây là giờ anh ấy thường uống cà phê. Giá như em có thể được pha cà phê cho anh ấy và cùng trò chuyện. Em chỉ cần anh ấy ở bên cạnh thôi. Em sẽ nói tất cả những tình cảm mà bấy lâu nay anh ấy chỉ nhìn thấy qua ánh mắt của em. Lần này em sẽ không im lặng, O Hung lẳng lặng sau lưng và đã nghe tất cả. Anh về rồi đây. Kira không kìm nén được sự vui mừng của mình. Thật sự là anh rồi, làm sao anh được tha thế? Kẻ bắt cóc Neva đã thay đổi lời khai. Mọi chuyện kết thúc rồi đúng không anh? Em biết mà. Kira đã không ngại thể hiện tình cảm cho sự trở lại của O Hung. Cô chủ động dành cho O Hung một chiếc hôn. Anh đang lắng nghe nè. Khi nãy em nói rằng em sẽ nói với anh những điều em chưa nói. Anh biết điều đó mà. Một buổi sáng thoải mái và phấn khích của Nusa khi Ara đã rời đi. Trông bạn có vẻ hạnh phúc. Có gì đâu. Tôi vẫn như bình thường mà. Bình thường sao? Tôi đã cùng sống với bạn trong nhiều tuần. Tôi thích tin vào những gì tôi nhìn thấy hơn là nghe. Tôi không có ý định chọc bạn tức giận. Ngược lại tôi sẽ tận dụng thời cơ này. Là gì? Bạn đã hứa sẽ làm cho tôi một bữa sáng mà. Tất nhiên rồi. Tôi đã xem công thức trên internet. Phần cháy này cũng là theo công thức hả? Không có, nhưng tôi nghĩ vị của nó sẽ ngon. Ăn thử đi. Tôi hy vọng nó xứng đáng với hàng giờ chờ đợi. Cũng khá ngon đấy. Không khí vui vẻ bỗng khựng lại từ khi Ara quay lại thăm. Sao bạn đến đây thế? À, ý mình là công ty của bố bạn có vấn đề gì hả? Đừng hiểu lầm, không có bạn yêu. Mình chỉ ghé thăm và cảm ơn hai bạn. Tôi đã mua sô-cô-la để uống với cà phê. Ôi phiền bạn quá. Cảm ơn bạn nhé. Đó là góp thêm với cà phê ngon của bạn. Để tôi đi pha cà phê nhé. Nusa muốn đuổi khéo Ara, nhưng Ara muốn mời Kenan và Nusa dùng bữa tại bãi biển. Nusa nhanh chóng từ chối với lý do cả hai bận công việc. Họ đành hẹn nhau dịp sau. Kenan không hiểu tại sao Nusa lại từ chối lời mời của Ara. Công việc bận rộn của chúng ta mà bạn nói là gì thế? Sao tôi không biết? Tôi chỉ lịch sự trả lời vậy thôi. Đó không phải là tình huống khó xử sao? Không, Ara rất chu đáo và tinh tế. Chúng ta giúp đỡ và cô ấy cảm ơn. Có gì khó xử đâu. Thôi, tôi xin lỗi. Nếu biết bạn nhiệt tình như vậy thì tôi đã không từ chối. Tôi chỉ sợ Ara làm phiền bạn thôi. Tôi cố gắng bảo vệ bạn, và rồi giờ tôi là người có tội. Ủa, tại sao bạn lại tức giận? Tôi đâu có tức. Đó là lỗi của tôi, để tôi gọi Ara và nói chuyện cho bạn nhé. Bạn nói gì vớ vẩn thế? Tôi có nói vậy đâu. Ý bạn là thế còn gì? Đợi chút. Bạn đang ghen sao? Tại sao tôi lại ghen? Bạn là gì chứ? Được rồi, tôi đùa thôi, có cần làm quá lên như vậy không? Có lẽ Nusa vẫn chưa nhận ra mình ghen tuông và có tình cảm với Kenan, nghĩ sao hỏi tôi ghen với cô ấy. Mà tại sao anh ta lại hỏi vậy nhỉ? Mình có làm gì khiến anh ta nghĩ vậy sao? Không, mình cư xử bình thường mà. Rõ ràng chúng tôi luôn cãi nhau và không thích nhau. Chúc mừng anh. Chúc mừng cho sự trở về của con trai cô nhé, cô FIFA. Chúng tôi, hai người phụ nữ của Demiran, cuối cùng đã tìm ra cách hợp nhau. Ồ, cô chưa nói gì với anh ấy sao? Anh đã được cứu nhờ cổ phiếu mà cô FIFA đã chuyển nhượng cho chúng tôi. O Hung không tin được là mẹ mình lại tự ý làm mọi việc một lần nữa. Mẹ đã làm những gì mẹ phải làm. Đó là cách của bạn sao? Thật nhục nhã. Vu khống, tống tiền và đe dọa. Thế bạn giải thích thế nào về việc bắt cóc em gái tôi? Hãy tận hưởng đi, nhưng hãy thận trọng. Tôi sẽ không để như vậy đâu. Neva và Kiangi tỏ ra rất đắc ý. Đủ rồi á. Những âm thanh của giấy làm phiền bạn sao? Đúng, tôi mất tập trung vì nó. Bạn vẫn còn tức giận với câu hỏi của tôi sao? Đó chỉ là đùa thôi mà. Tôi không tức giận về điều đó. Tôi chỉ là không thể tập trung. Tôi muốn điên vì tiếng ồn do bạn tạo ra. Tôi xin lỗi, tôi bị phân tâm. Nhưng bạn có thể bình tĩnh nói với tôi mà không tức giận, được không? Mẹ à, tại sao mẹ tự ý làm mọi thứ mà không lắng nghe lời con đã nói? Tại sao chứ? Tại sao? Đừng mà anh. Anh đã về nhà bình an vô sự. Anh ở với em, với Ali. Em biết, anh nỗ lực rất nhiều mới có được cổ phần đó. Nhưng không có gì quan trọng hơn anh và gia đình anh. Trong cơn giận dữ, lời nói, cái nắm tay và ánh mắt của Hira đã làm O Hung nguôi giận và bình tĩnh lại. Sự an ủi và động viên của em rất tốt cho tâm hồn anh. Anh rất vui vì có em. Em cũng vậy.
khi anh vắng mặt, mọi thứ đều không có ý nghĩa gì. Để em pha cà phê cho anh nhé. Hay anh có thèm gì đó không? Anh không cần bất cứ điều gì khác ngoài em. Một chiến thắng bằng cách tống tiền, đó không phải là cách của Demiran. Bạn không có tự trọng. Chứ giải pháp của cô là cao thượng dữ chưa, cô FIFA? Kết thúc một trận đấu với chiến thắng của chúng tôi. Tiếp theo sẽ là số cổ phiếu còn lại. Chúng tôi sẽ lấy tất cả mọi thứ thuộc về mình. Như chúng tôi đã nói vào ngày đầu tiên, nếu muốn thì cứ lấy, hãy lấy cả các mảnh vụn rơi trên bàn của chúng tôi. Tôi không bận tâm. Gia đình này không chỉ có như vậy, mà là danh tiếng lưu danh muôn đời. Các bạn có làm gì thì cũng chỉ bị bỏ lại phía sau. Bà FIFA lo sợ khi đối diện với Ohun. Dù con rất giận mẹ, nhưng sớm hay muộn chúng ta cũng phải nói chuyện này. Bà ra hiệu cho Hira ra ngoài, nhưng Ohun muốn cô ấy ở lại. Mẹ đã làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta. Mọi cái mẹ cho là giải pháp nhưng nó lại là rắc rối. Một phụ nữ Demiran đã dùng mọi cách để bảo vệ tài sản trước kẻ thù, nhưng phải đầu hàng trước họ để đổi lấy tự do cho con. Mẹ xin lỗi về mọi thứ. Rất xin lỗi. Mẹ cố gắng bù đắp những thứ mẹ đã gây ra. Vì mẹ chỉ có một đứa con trai, không có gì mẹ không thể làm để cứu con ra khỏi song sắt đó. Gia đình này luôn quan trọng hơn mọi của cải vật chất. Trailer 224. Anh chẳng có gì ngoài tức giận. Em đã làm anh thấy rằng mình phải nên bình tĩnh. Con sẽ không bao giờ để họ làm tổn thương mẹ. Con sẽ lấy lại mọi thứ. Bạn muốn gì để đổi lấy số cổ phần bạn đang giữ? Tôi muốn mọi thứ. Bạn sẽ không nhận được gì cả. Anh trai tôi đã nhờ tôi tố cáo anh. Tôi đã nhìn thấy chiếc bông tai đó ở đâu rồi. Tôi thấy một chiếc trong phòng khách sạn của anh trai tôi. Bông tai gì? Phòng nào? À, bông tai của cháu. Dù anh em nhà Kiangi bằng mặt chứ không bằng lòng với nhau. Cái tát của Kiangi dành cho Neva ở lần trước. Cô đã không quên trả thù anh trai mình và cả Hira. Cô đã nói dối với Ohun rằng anh trai mình tống tù Ohun cũng như cướp luôn Hira. Liệu âm mưu của Neva có thành? Liệu sự bối rối của Hira có làm cho Ohun nghi ngờ? Nội bộ của Kiangi và Neva sẽ đi đến đâu? Đừng quên theo dõi tập tiếp theo nhé mọi người.